Pưng Tàng Chân Kìn. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, tăng các ổ dịch cũ và dự báo dự đoán tình hình. Tâm tén về liêm le cầm phong bình lãnh đạo các văn men văn nhất là mi năng kham hờ cấp ủy lãnh đạo mi trẻ lái ổn chỉ men văn nam dệt về cầm phong men văn tiềm phong vaccine nhất lo trên báo ổn chỉ pom pe pưng cho hơn tành lĩnh tàng tánh pưng bón tinh an cầm phong bình hà tành lĩnh hữu cơ và hờ bình hà báo thể pet pan tô quảng liêm le bình hà đây tì chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ để giảm thiểu cái dịch bệnh cũng như là sản phẩm đầu ra được tốt hơn. Bệnh pin túm giúp phèn tổ tành có mít vaccine tiềm phong, cánh ca vaccine báo dùng, cùng nằn ngô khoai lọ tàng chân mi ca, sân hàn vải cầm phong bệnh cơ đại lang đi quân dần cần khăn tánh hơn cùng với cầm phong vào giả khả mách bệnh tiềm vaccine. Pin hóa sơn cùng nam và bên mố cánh mi lại khổ tách ban hoặc cào hén còn đếch nói nhân lo đếch nói cùng phùng sùng lưu lòng bóng hay chú trời nổi quân có mi thể mi cào hén cánh trò bệnh chết chạy ai tòi nhận danh cùng bưng mửa cài bưng sâu đếch nói mà trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên khám cánh giàu già có lên gần. Nào ngón kia thì thôi được, thì ra luôn thì chẳng được. Lù cho chạy hón, ai lại mử, ơi hàng thịt lùa rút sát, nong ù huyền Điện Biển Đồng, có bài sử già hà lúc kìn, lăng xí mứ rào già, báo hóm đi, ơi lúa có ảo luôn ma khám rút quản nhì, trung tâm y tế huyến. Biểu hiện đó là nóng. Hình lù chạy hón xí mứ, dù hơn kìn già có báo đi dân hàn khỏi các ảo ma hơn già, say già và trò chết bót. Khai nhỉ, làn có đẩy rau ra đi hơn lo. Nó sốt từ lúc đẩy vào, từ lúc đẩy đến bây giờ thì cháu cũng đỡ hơn rồi. Tôi bưng say già đôi cáp bưng, làn nòi còn hốc bị tuổi. Dân hẳn cào hén nhăn báu đẩy đi hơn. Dân hẳn mi thể trò bệnh, mi trò vì khuẩn vì rút tết ban bơ phạp bên mố. Nhất lo đôi các bưng nòng phùng sùng lung nòng pom hay chu trở nổi quân chơ mi bưng tàng bệnh cùng lung lâm đù cảo hén báu đại tinh ản sơn nằn lưng trỏ mặc mùa hè thì các bé vào viện trong tình trạng là chủ yếu là cái bệnh viêm bưng lằn nòi khẩu hân già phân lại lo trò ai chép bót chép bùm bảy tầng ai chảy hón chơi tròn nát trắng ẩu ma sốt ho một số đều vào viện trong tình trạng là rất nặng. Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông có ổn ba trạm y tế cơ sở tâm tén trên báo ổn chỉ bưng ai ý hấp dình khăn tánh cầm phong bình hàng đếch nói cùng mô hòn cánh chơ phạm phiên bố tập hôm bưng tàng bình lưng bỏ dân chép bùng bày tòng bình bình túng ó bát đèn cánh hạ trải cặp. Các chị y tế xã bên nhà tiên triển vào đầy bưng ở non y tế xã mà tàu hơn trên báo cầm phong bình hờ bưng lằn nòi chơ chảy hón ai bình túng bom me cò dê toi say già cánh ở ma trạm y tế khám đủ vậy ảo già vậy kìn.